là một nhà sản xuất dụng cụ cầm tay với truyền thống lâu đời. Chúng tôi là nhà dẫn đầu thị trường thế giới trong công nghệ kẹp và cắt, và đây là nơi chúng tôi bắt đầu sản xuất dụng cụ của mình. Sản xuất thép sáng mạnh mẽ của riêng mình, đây là nguồn gốc của Bessy. Qua quá trình tạo hình lành, chúng tôi sử dụng các phương pháp kiểm tra hiện đại để tạo ra các loại thép chính xác đang được ưa chuộng trên toàn thế giới. Sử dụng lực mạnh mẽ, thép được tạo hình theo hình dạng và chất lượng mong muốn bằng cách sử dụng khuôn vẽ chính xác mà không cần được làm nóng trong quá trình vẽ. Vật liệu liên tục được kiểm tra chất lượng bề mặt và cấu trúc vi mô. Chúng tôi có thể sản xuất hầu như bất kỳ tiêu chuẩn nào của thép chất lượng cao. Thép mà chúng tôi sản xuất chủ yếu được sử dụng cho sản xuất dụng cụ của chính mình. Điều này cho phép chúng tôi can thiệp vào quá trình chất lượng ở giai đoạn rất sớm và tránh sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp thượng nguồn. Sự thoải mái của Bessy không thể phủ nhận là sự hiểu biết của chúng tôi. Thông qua các sáng tạo của mình, chúng tôi liên tục tạo ra các giải pháp tốt hơn cho người dùng của mình. Đây là cách chúng tôi thúc đẩy thị trường đi trước trong phân khúc của mình. Không ai trên thế giới có thể đánh bại chúng tôi, đó là điều không thể bàn cãi. Là trưởng bộ phận tiếp thị sản phẩm của công ty phát minh ra kẹp vít, như chúng ta biết ngày nay, nhu cầu của thị trường tự nhiên là cao, nhưng yêu cầu mà chúng tôi đặt ra cho chính mình cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi luôn thành công trong việc phát triển thêm các sản phẩm của mình, phát minh ra những sản phẩm mới, cấp bằng sáng chế và đưa chúng vào thị trường thành công. Nhu cầu của người dùng là trọng tâm tối thượng của chúng tôi. Người dùng của chúng tôi làm việc với gỗ, kim loại, nhựa và nhiều vật liệu khác, nhưng họ cũng ngày càng là những người tự làm nhiều hơn, những người chỉ muốn làm việc với Bessy vì họ cũng muốn có chất lượng và lợi ích ứng dụng của một dụng cụ chuyên nghiệp. Bessy có dụng cụ kẹp và cắt phù hợp cho vô số ứng dụng. Chương trình của chúng tôi là vô song. Khi một người dùng mua một kẹp K-Body, họ không chỉ mua một sản phẩm đơn lẻ, mà là bước vào một hệ thống kẹp hoàn chỉnh với vô số khả năng ứng dụng. Để phát minh ra một sản phẩm sáng tạo, bạn phải luôn suy nghĩ trước. Khi hoàn thành, mọi người sẽ nói, tại sao chưa ai nghĩ đến điều đó trước đây? Chúng tôi luôn lắng nghe người dùng cuối. Ngoài các khóa đào tạo trực tiếp, Bessy đã phát triển các định dạng trực tuyến để giáo dục thêm lực lượng bán hàng toàn cầu của chúng tôi và người dùng dụng cụ của chúng tôi. Thông qua các mạng xã hội, chúng tôi nhận được phản hồi trực tiếp từ nhiều cộng đồng người dùng khác nhau. Lý do cơ bản cho vị trí hàng đầu của chúng tôi trên thị trường là chất lượng và độ bền không thể thiếu của các sản phẩm của chúng tôi. Có những xưởng mộc vẫn sử dụng các kẹp còn cũ hơn cả chủ sở hữu của họ. Điều đó thật ấn tượng. Đây là điều làm cho sản phẩm của chúng tôi trở nên hấp dẫn. Để làm được điều này, chúng tôi cần kiểm soát chất lượng liên tục và quản lý đúng đắn để kiến thức đúng luôn được áp dụng đúng chỗ. Đối với chúng tôi, việc thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết để giữ dấu chân sinh thái của chúng tôi nhỏ nhất có thể là điều hiển nhiên. Cho dù đó là sơn nước hòa tan hay gỗ được sản xuất bền vững mà chúng tôi sử dụng cho sản xuất tay cầm của mình, hay sự tối ưu hóa liên tục các yêu cầu năng lượng của chúng tôi là một nhà sản xuất, chúng tôi rất nghiêm túc về trách nhiệm này. Với cấu trúc tổ chức phẳng và giao tiếp hướng tới giải pháp trong toàn đội, chúng tôi đã tạo ra một văn hóa mà mọi người luôn được khuyến khích để đạt hiệu suất tốt nhất. Chất lượng sản phẩm, kết quả của chúng tôi đã xác thực văn hóa của tôi trong nhiều thập kỷ. Ngoài các nhân viên của nhà máy chính, chúng tôi đã tích hợp người khuyết tật vào sản xuất dụng cụ cầm tay của mình trong hơn 40 năm. Nhờ các quan hệ đối tác như vậy, chúng tôi đã có thể duy trì Đức làm địa điểm sản xuất. Tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi bầu không khí lành mạnh và cách đối xử với nhau như gia đình. Ngay cả khi là trợ lý quản lý, Bessy đã hỗ trợ tôi trong sự phát triển của riêng mình. Tôi luôn được giao các trách nhiệm và nhiệm vụ mới, trong khi vẫn có thể bắt đầu một gia đình. Ngày nay,
tôi chịu trách nhiệm bán hàng tại Đức. Bessie đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho nhân viên của mình. Tuy nhiên, đồng thời tạo ra một khung điều kiện cho phép chúng tôi đạt được chúng. Tôi đặc biệt có động lực khi làm việc độc lập như một phần của một đội ngũ xuất sắc. Sản xuất phần lớn nguyên liệu thô cho dụng cụ của mình, chúng tôi có quản lý sản phẩm xuất sắc, kiểm soát chất lượng nổi bật và mối quan hệ tuyệt vời với các đại lý và người dùng cuối của chúng tôi. Tất cả điều này có thể thực hiện được nhờ một lực lượng lao động hàng đầu cùng nhau làm cho sản phẩm Bessie trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Ngày nay, người dùng đến với đại lý và yêu cầu kẹp gear clamp GK30 chẳng hạn, và sau đó anh ta phải giao sản phẩm. Điều này có nghĩa là các thị trường và nhóm mục tiêu mới liên tục được thêm vào. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự sẵn có của sản phẩm của chúng tôi cùng với các đối tác địa phương của mình. Chúng tôi luôn làm điều này với các tiêu chuẩn cao nhất, bất kể ở đâu. Tại Bessie, chúng tôi làm việc cùng với khách hàng của mình trên toàn thế giới. Điều đó không chỉ là điều chúng tôi nói, đó là một phần của văn hóa Bessie. Trong một số trường hợp, chúng tôi đã hợp tác với khách hàng từ những năm 1950. Sự tin cậy đã có, mọi người lắng nghe nhau và sau đó cố gắng đưa ra quyết định tốt cùng nhau. Nó giống như một gia đình lớn. Tôi nghĩ đó là điều rất an toàn. Vì vậy, chúng tôi biết những gì thị trường cần, ngay cả ở những quốc gia xa xôi nhất. Đó là một công ty tuyệt vời, đội ngũ tuyệt vời, tinh thần tuyệt vời. Sự phát triển sản phẩm của chúng tôi vẫn còn nhiều bất ngờ. Những điều này sẽ cho phép người dùng của chúng tôi làm việc dễ dàng hơn, chính xác hơn và nhanh hơn. Đó là cam kết của chúng tôi. Thật vui khi làm việc cho một công ty có khả năng thiết lập xu hướng khắp nơi. Bạn có thể thấy điều đó trong giải sản phẩm của chúng tôi. Và bạn có thể thấy điều đó trong đội ngũ Bessie có động lực cao, đối tác thương mại và người dùng. Khi chúng tôi sản xuất và giao hàng tốt nhất có thể, đó là tốt nhất cho tất cả mọi người.